lại với channel của mình nha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục quay cảnh máy xúc làm việc cho mấy bạn xem nha. Cảm gài lúa ở quê mình nó bị ngập nước các bạn, không thể nào cắt máy được. Giờ là mình sẽ quay cảnh xúc lúa máy xúc mini các bạn ơi. Máy xúc này máy xúc riêng lên nè. Tông 300 ngàn các bạn. Đây là cái cánh đồng mà chuẩn bị tí xíu nó cắt tay luôn các bạn ơi. Bây giờ mấy bạn nhìn qua cánh đồng đó thì mấy bạn cũng biết là nước ở quê mình nó ngập như thế nào rồi đấy ha. Đó. Có chỗ nó ngập, có chỗ thì có thấy được cái bông lúa, có chỗ thì nó đã ngập hết rồi. Mấy bạn thấy những cái chỗ lấm lởm nước đó, đó là nước nó ngập hút cái đọt lúa rồi các bạn. Rồi ở bên đây thì lúa này được nói nó cao hơn ở bên kia. Cái đập này, cái cống này nó bị bể rồi nên không thể nào mà bơm được hết các bạn ơi. Thì mình quay cho mấy bạn xem về cái ghe này nó đang lòi lúa vô, nhưng mà do cái đống này nó hơi bị to các bạn, không thể nào mà chắc lên được nữa. Bên đó thì người ta trồng khóm rất là khó đi vô, nó đâm chi chích gì đó. Này lòi bằng vỏ máy nha các bạn. Thì nông dân đi làm đồng về. Hôm nay quá cực hả chú? Chú mới đi cắt tay về hả? À cắt bên ruộng. À. Ủa như chỗ này dạ dạ thấy rồi. Ủa cái chỗ này như đang cắt tay nữa phải không chú? Trên đó kìa. Trên đó rồi hình như dưới đây cũng có nữa nè. Dạ. À. Đó xài sao? Cho mà kia quay ra cắt tay gài lên đó.
lời vô đây.